Xin chào các anh chị, trong video này thì em sẽ hướng dẫn cho các anh chị làm phương pháp Matrix Ombre ha. Thì đầu tiên là mình cần có chai bonding, chai base, chai sealer. Và quan trọng là mình cần có chai Matrix Ombre của công ty Nitro nha mọi người. Và tiếp theo đó là chai Shiny Top Gel. Đây là sản phẩm được rất là nhiều các anh chị yêu thích trong thời gian vừa qua. Rồi tiếp theo là mình sẽ cần có hũ bột Extension Foundation. Đây là hũ bột làm cho lớp lót nền nha mọi người. Và tiếp theo là mình sẽ chọn hai cái màu để làm ombre. Thì hôm nay là em chọn màu 253 và 114. Mình sẽ làm ombre nude và hồng. Và cuối cùng là cần cái chai, cái hũ Crystal Clear. Bước đầu tiên là mình sẽ quét một cái lớp bonding lên cho móng. Bước tiếp theo là mình sẽ quét một cái lớp base lên nha mọi người. Và chai base này của công ty Nitro đã được rất là nhiều các anh chị ở tiệm salon yêu thích, bởi vì base của Nitro rất là mỏng, cho nên khi mà mình deep không có bị đùn bột và rất là tự nhiên, cũng như là không có bị đặc, rất là dễ xài. Đó, mình sẽ nhúng vào trong cái lớp nền Extension Foundation. Sau đó là mình sẽ quét thêm một cái lớp base nữa. Thì cũng tùy theo cái độ dài của móng và cái móng nền của khách mà mọi người có thể làm một lớp nền hoặc là hai lớp nền ha. Thì ở đây thì làm mẫu cho nên là em chỉ làm một lớp Extension Foundation thôi. Và em sẽ làm hai lớp màu nude. Thì mọi người cũng thấy rằng là khi mà mình deep lên á, mình chỉ cần deep hai lớp thôi thì cái màu đã lên rất là đẹp rồi, rất là dày dặn, không có bị mỏng, không có bị see through á. Thì đó là một cái điểm nổi bật của bột của công ty Nitro. Và sau khi hai lớp màu như vậy, em sẽ làm thêm một cái lớp nền, một cái lớp base nữa. Và bây giờ thì em sẽ nhúng vào trong hũ bột clear. Đó, thì khi mình làm hũ bột clear như vậy, nó sẽ giúp cho móng có đủ độ dày và bảo vệ được cái màu trước khi mà mình đi dũa, mình đi buffer ha. Thì sau khi mà dũa buffer xong thì mọi người, các anh chị sẽ quét một cái lớp sealer, cái lớp activator lên ha. Và mình cũng quét lên cho nó đều, phủ đều móng, chứ mình đừng có chỗ không. Thì như vậy nhiều khi lúc mà mình làm chỗ chính, cái bột nó khô, chỗ bột không được khô ha mọi người. Và bây giờ bước tiếp theo là em sẽ làm một cái lớp Matrix Ombre. Và em sẽ đi hơ đèn. Thì khi mà quét lớp Matrix Ombre lên á, thì em sẽ hơ đèn 30 giây. Cái phương pháp làm ombre như thế này rất là dễ. Em bảo đảm rằng là 100% các anh chị sẽ làm được. Bởi vì một người làm nail dở như em, không có rành như em mà làm được thì các anh chị chắc chắn sẽ làm được. Đó, và tiếp theo là em sẽ lấy một cái hũ bột thứ hai là màu hồng. Và em sẽ cầm cái tip 45 độ, các anh chị cầm tay của khách đó, để 45 độ nghiêng ha. Và mình nhúng vào trong cái màu số 2, khoảng chừng 60% cái móng. Và mình nhúng đến khi nào mà mình thấy hài lòng với lại cái sự hòa quyện hai màu với nhau. Sau đó mình sẽ lấy cái cọ mình phủi xuống, mình phủi nhẹ nhẹ xuống. Đó, thì khi mọi người hài lòng với lại cái ombre rồi á, thì mình sẽ tiếp tục mình lấy cái chai Shiny Top Gel. Mình quét đều lên. Và điểm đặc biệt á, khi mà các anh chị phủ cái lớp top lên á, là mình quét thẳng xuống. Mình đừng có nhấp nhấp. Mình quét thẳng xuống như vậy nè. Tại vì khi nhiều khi mình nhấp nhấp, mình sẽ làm hư cái màu, cái chỗ mà ombre nó hòa quyện với nhau đó mọi người. Đó, thì sau khi mà mình quét xong rồi, mình cũng sẽ hơ đèn 60 giây để cho cái gel nó được khô nha các anh chị. Nếu mà mọi người làm được cái cách ombre như vậy đó, thì khi mà khách vô, mình sẽ làm ombre được nhanh hơn, được dễ dàng hơn, mình tự tin hơn. Còn đôi khi các anh chị cũng than là làm ombre bằng cọ rắc, nhiều khi cái ombre nó không có được tự nhiên và các anh chị cũng hơi lo lắng đó. Do đó thì hy vọng rằng là với cái cách làm Matrix Ombre nhanh gọn lẹ của công ty Nitro này sẽ giúp cho các anh chị tự tin hơn, và mình sẽ làm được nhiều cái bộ ombre đẹp và mình sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn ha các anh chị. Rồi, xin chào mọi người.